Sau trận thua, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phát biểu với quan điểm rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề và chưa thanh thoát. Ông nhận thấy cần điều chỉnh để tăng tốc độ và cải thiện khả năng chuyền bóng. Tuy nhiên, ông hài lòng với thể lực của các cầu thủ. Ông cũng nhận xét rằng đội New Zealand đã thi đấu quyết liệt và sử dụng tầm vóc để gây nguy hiểm bằng bóng bổng. Ông đánh giá cao tính đồng đều của đội New Zealand trong trận đấu giao hữu này. Trong trận đấu với New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự, dẫn đến việc để đối thủ ghi được hai bàn thắng khá dễ dàng. Hàng hậu vệ của đội Việt Nam đã không theo sát đối phương và thiếu sự tập trung, tạo điều kiện cho các cầu thủ New Zealand áp sát nhanh. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết rằng thời tiết lạnh cũng có ảnh hưởng đến cầu thủ Việt Nam và đội tuyển cần thích nghi tốt hơn với khí hậu và tập luyện chuẩn bị kỹ hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Zitka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand rất hài lòng với sự phối hợp và kết nối giữa các cầu thủ trong trận đấu và đánh giá cao hiệu quả của hàng thủ.